Thưa quý vị, sáng ngày 24 tháng 2, tại Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam, trên địa bàn xã Tân Lập, huyện Tân Biên, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tây Ninh tổ chức lễ khánh thành công trình sửa chữa, cải tạo, nâng cấp nhà truyền thống An ninh Vũ trang miền Nam. Đến dự có Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đồng chí Nguyễn Đại Thi, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Võ Đức Trong, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Công trình sửa chữa, cải tạo, nâng cấp có tổng mức đầu tư trên 1 tỷ đồng, gồm các hạng mục sửa chữa nhà truyền thống, nhà khách, xây mới mái che đi bộ, lát sơn gạch. Sau gần 1 tháng thi công, công trình đã hoàn thành vào ngày 31 tháng 12 năm 2023, vào đúng thời điểm toàn lực lượng Bộ đội Biên phòng đang ra sức thi đua chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 35 năm ngày Biên phòng toàn dân. Đây không chỉ là nơi lưu lại những chiến công oanh liệt và đầy tự hào của Công an Nhân dân vũ trang, nay là Bộ đội Biên phòng, mà còn là địa điểm về nguồn mang nhiều ý nghĩa chính trị, văn hóa và lịch sử. Nhà truyền thống An ninh Dân vũ trang miền Nam có ý nghĩa chính trị, văn hóa, lịch sử đối với Bộ đội Biên phòng, đã trở thành địa chỉ đó là nhân chứng lịch sử để giáo dục, nhắc nhở lớp lớp thế hệ cán bộ chiến sĩ trong lực lượng biên phòng hôm nay và mãi mãi đến các đời sau luôn ghi nhớ, tri ân công lao của cán bộ chiến sĩ An ninh Dân miền Nam đã qua các thời kỳ đã chiến đấu anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc, vì toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia. Công trình nhà truyền thống An ninh Vũ trang miền Nam được sửa chữa, cải tạo, nâng cấp khang trang, thể hiện tâm huyết, tình cảm, trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đối với thế hệ cha anh đi trước. Nhân dịp này, các đại biểu cũng đã đến dâng hoa, dâng hương tại Đài Chiến sĩ An ninh Vũ trang miền Nam.